Hello, xin chào tôi thầy các bác. Xin chào mừng tôi thầy các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Ở trong clip này thì Minh Vũ có về được con bán mixer của Mỹ, hàng xuất châu Âu. Con này thì nó thật là quá là đẹp các bạn, đẹp xuất sắc luôn. Còn nguyên cả tai nhé các bạn nhé. Đó. Hiếm có những con nào thực sự là nó còn đẹp như thế này. Chắc chắn là cái người chủ này người ta dùng trước ấy, người ta rất là cẩn thận và kỹ tính. Đấy các bác nhìn, đẹp không? Quá là đẹp luôn. Đây này, còn nguyên cả cái miếng giấy ở đây người ta còn không thèm bóc ra luôn. Các bác thấy chưa? Bình thường mấy gọi là anh em bên Việt Nam khi về nhìn cái miếng giấy là nhìn ngứa mắt là bóc ra luôn. Con này thì người ta dùng để nguyên cả, còn nguyên cả giấy luôn. Và tai tiếc các thứ này. Đấy, tai đẹp như các thứ còn nguyên. Các bác ạ, con này nó quá là đẹp. Một con mixer Mackey 1604 VRZ Pro. Dòng này thì thật các bác là Mackey, dòng này chất âm nó là đỉnh của chóp rồi. Cái tiếng nhạc đánh rất là hay, cực kỳ hay luôn các bạn. Và anh em đã làm qua những dòng bàn của mixer Mackey thì sẽ biết được là cái độ chất của nó. Thực sự là con này quá hay và nó cái độ đẹp của nó rất là đẹp các bạn. Quá đẹp. Hàng xuất châu Âu nên con này nó chạy điện là 230V các bác nhé. Bình thường anh em sử dụng những cái con mà nó chạy điện 100 ấy thì về thường là chúng ta phải chuyển đổi nguồn điện, nó phải mất khoảng tầm 800-900 nghìn nữa. Đấy, con này thì anh em về chỉ việc sử dụng cắm điện là chơi luôn thôi, điện 220 luôn. Hàng xịn của Mỹ các bác nhé, sản xuất tại Mỹ luôn. Về cái phần đằng sau của nó thì con này nó tổng cộng có 16 line. Đấy, 16 line thì rất là nhiều những cổng ăn chơi. Đấy, cả đông ba chân rồi là 6 đi giày đặc, giày zip rồi đây. Đấy. Đường sub out này, sub out có 4 đường sub rub. 4 đường. Đây đường Awixen. Awixen thì có tổng cộng là 6 đường. Cái này anh em có thể sử dụng để làm câu effect nhờ gì vật rời qua vang số hoặc là qua bộ chuyển đổi effect. Đường retool này thế. Còn rất đẹp các bạn, nói chung con này quá đẹp luôn. Rất là nhiều cổng ăn chơi. Tất cả máy móc zin nguyên bản các bác nhá. Mọi gọi là chức năng cần fader các thứ là không có một cái nào bị gọi là hiện tượng sột duyệt hay là bị hỏng, tất cả đều hoạt động bình thường, không lỗi lầm các bác nhá. Đấy, con này thì nó có đây này, những cần này là cần Awixen có 1, 2, 3, 4 này, còn đây là cần để căn chỉnh gọi là giải equay, có cả low cut luôn các bác nhá. Đây low cut này. Đấy. Có 4 băng, 1, 2, 3, 4 băng chỉnh low, mid high. Xem. Đây, con này thì cái đường subwoofer này của nó thì khi mà anh em ví dụ như để nhạc như này, ví dụ để nhạc như này thì mình đây này, nó có ký hiệu này, 1, 2 này, 3, 4 này, thì tương ứng với này, 1, 2, 3, 4. Cái này nó dạng kiểu hỗ trợ tăng âm ấy. Đó. Ví dụ như ta đang để cái âm lượng ở đây mà chúng ta tăng cái phần subwoofer lên thì âm lượng nó sẽ to lên. Cái cần 1, 2, 3, 4 này thì tương ứng với lại nút 1, 2, 3, 4. Đấy. Chúng ta ví dụ như là chúng ta chỉ sử dụng đường 3, 4 thì chúng ta nhả cái nút 1, 2 ra. Đó nha, ra nhả nút 1, 2 ra. Đấy. Còn chúng ta sử dụng cả 4 đường này, chúng ta ấn cả vào. Đấy. Đèn đóm các thứ còn nguyên. Đấy. Đèn đóm các thứ nữa. Sáng quắc cái cả lên nha. Quá đẹp. Đây con này nó còn quá là đẹp các bạn.
đẹp xuất sắc. Ngoài mẫu 1604 Venus Pro này ra thì cái mức giá em đang bán con đẹp xuất sắc như này, giá là 9 triệu các bác nhá. Giá 9 triệu. Tất cả chức năng hoạt động hoàn hảo, máy không lỗi lầm, dòng này thì anh em đi làm xô chậu sự kiện hay là chơi gia đình thì nó là quá tuyệt vời rồi. Rất đẹp các bạn, rất đẹp luôn. Đấy. Thành vách các thứ đẹp lắm, con này nó đẹp kinh khủng khiếp. Hàng này đúng là hàng gọi là rất đáng đồng tiền để chơi và sưu tầm. Đây là cái con này nó đáng lẽ ra cái mặt bên trên nó còn như mới cơ các bạn. Đấy, nhưng mà khi mà vận chuyển về nó kiểu nó hơi bị chạm nhau nên nó cũng có một cái vài chỗ là nó bị sức nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nói chung là những cái phần bên trong là các bạn nhìn này, cần các thứ đẹp lắm, quá đẹp luôn. Đây. Em còn một con Mr. Maki 1642 VNZ Pro. Con này thì cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Con này cũng còn rất là đẹp. Con này thì rẻ tiền hơn các bạn. Con này thì rẻ tiền hơn rất là nhiều. Đó. Con này thì nó đắt tiền hơn. Anh em thích chơi con nào thì chơi. Và đây là số điện thoại của Minh Vũ đây. Dòng Maki bên em thì rất là nhiều các bạn. Rồi sẽ lần lượt giới thiệu đến các bác. Các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp cho Minh Vũ nha. Rồi xin chào các bác ạ.